các bác, em tiếp tục giới thiệu các bác đôi loa bút xèo dòng Phaytech của Mỹ. Bên em thì sưu tầm rất là nhiều âm ly loa bãi đầu CD. Và hàng bãi thì các bác hiểu rồi, bãi ở đây thực ra nó là bãi rác thôi. Những cái nước tư bản người ta không dùng, người ta bỏ ra bãi. Đã là bãi thì thực ra muốn nó đẹp, sạch thì cũng phải gọi là lau chùi, tuốt tát, hay dần ra người ta gọi là bông má. Bên em thì hàng bãi nó về thì nó cứ đẹp về bẹp thôi, chứ còn lau chùi, bông má, tuốt tát thì không có thời gian. Đây là đôi Phaytech bút xèo. Em thường ở đây thì phối ghép thì cũng rất là đơn giản thôi, nó không theo quy chuẩn thông số thì không nói lên cái gì cả, cứ ghép hợp là hợp thôi. Còn lại thì nó rất là mũi bẫm, tương đối bẩn. Phaytech Europe Cherry. Con này nó cao khoảng hơn 2 găng tay. Trung rất là sáng. Có lẽ tiếng trung rất là sáng. Bác đánh rất lì. Đặc trưng dòng Phaytech là bác đánh rất lì. Các bác có thể nghe tiếng bát rất là tốt, nhưng mà cái màng và bát rung rất là ít, kiểu dạng như AR. Cái căn của nó đây. Con đường xưa em đi vàng lên mái tóc. Ngõ hồn dâng